Trong chương trình giao lưu Người lính trở về, gần 1.000 học sinh, sinh viên đã được gặp gỡ những nhân chứng lịch sử đã từng lái chiếc xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập, làm nên giây phút lịch sử của dân tộc. Những câu chuyện về chiến công của cha ông đi trước đã truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, tương lai của đất nước, qua đó hiểu thêm về lịch sử dân tộc, truyền thống đấu tranh bất khuất, kiên cường trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của người lính bộ đội Cụ Hồ. Cũng trong chương trình này, Trường Đại học Nguyễn Trãi đã trao tặng 8 suất học bổng toàn phần cho con em các cán bộ, chiến sĩ đã có công với cách mạng với tổng giá trị 700 triệu đồng. Khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là xây dựng Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Vì vậy cho nên phải tôi cũng rất tin tưởng như chương trình này trao cho thế hệ trẻ một cái tư tưởng đạo đức lối sống, làm sao mà các em cũng thấy rằng là mình có một cái trách nhiệm sau này trở thành những người lãnh đạo tương lai, những doanh nhân tài giỏi và xây dựng đất nước. Chương trình giao lưu đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý chí, tinh thần yêu nước, niềm tự hào và tự tôn dân tộc cho lực lượng thanh niên, thế hệ tương lai của đất nước.